huấn luyện viên Ten Hag và loạt sao của Manchester United sẽ ra đi. MU cho thương vụ mua tiền đạo 40 triệu bảng. Ten Hag sẽ không thể chấp nhận ở Man United. Xavi quay đầu chính thức ở lại Barcelona. Huấn luyện viên trưởng Ten Hag và loạt sao Man United sẽ ra đi. Tờ The Sun đã dự đoán là ông Ten Hag và loạt sao sẽ khó trụ lại ở MU trong thời gian tới. Manchester United đã có vé vào chơi tại trận chung kết FA Cup. Tuy nhiên lối chơi vô hồn của đội bóng này khiến cho người hâm mộ và giới lãnh đạo của MU chưa thể hài lòng. The Sun tiết lộ, ban lãnh đạo của MU và tỷ phú Jim Ratcliffe đã cạn niềm tin với ông Ten Hag sau khi MU chỉ thắng được Coventry ở loạt luân lưu nhờ vào may mắn. ESPN cho hay, Jim Ratcliffe đã lên danh sách ứng viên thay thế Erik Ten Hag, trong đó có huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate, Thomas Frank của Brentford và Gary O'Neill của Wolves, Roberto De Zerbi của Brighton. Tờ The Sun cho biết thêm, Ten Hag sẽ không bị MU sa thải ngay lập tức. Chiến lược gia người Hà Lan sẽ nghỉ việc sau khi mùa giải 2023-2024 khép lại, bất chấp kết quả của trận chung kết FA Cup có ra sao. Ở diễn biến khác, Daily Mail đã lên danh sách những ngôi sao mà MU nên giữ lại và ra đi ở kỳ chuyển nhượng hè 2024. Trang báo này dự đoán là Varane, Casemiro và Rashford khả năng lớn sẽ ra đi trong ít tuần tới. Khá bất ngờ, Daily Mail khuyên MU giữ lại Maguire, Anthony hay Scott McTominay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới đây. Hiện cũng có nguồn tin cho rằng nếu như ở lại MU, Erik ten Hag đối mặt với việc bị cắt giảm 25% lương bởi điều khoản trong hợp đồng với câu lạc bộ liên quan đến việc không đảm bảo được xuất dự cúp C1 mùa giải tới đây. Được biết là Erik ten Hag đang nhận lương 9 triệu bảng một năm tại MU và nếu như Quỷ Đỏ không có vé dự Premier League mùa này, lương của huấn luyện viên sẽ bị giảm xuống còn 6,75 triệu bảng. Manchester United cho thương vụ mua tiền đạo 40 triệu bảng. Theo Give Me Sport, có một vài lý do khiến cho đội chủ sân Old Trafford lo ngại về mục tiêu này. Dù cho Rasmus Højlund ngày một trưởng thành, tuy nhiên với việc Anthony Martial đang chuẩn bị ra đi, MU cũng cần thêm một chân sút chất lượng nữa để san sẻ gánh nặng cùng với ngôi sao người Đan Mạch. Nhưng nguồn tin đã cho rằng Quỷ Đỏ đang để mắt đến Ivan Toney, người được định giá khoảng 30 đến 40 triệu bảng. Quỷ Đỏ từ lâu đã để mắt đến ngôi sao của Brentford. Lối chơi của Toney được đánh giá phù hợp với triết lý mà Erik ten Hag đang xây dựng tại Old Trafford. Tuy nhiên theo nguồn tin từ Give Me Sport, Quỷ Đỏ đang khá dè dặt trong thương vụ này bởi họ sẽ phải cạnh tranh khá nhiều với đội bóng lớn như Chelsea hay Arsenal. Pháo thủ từng xem tiền đạo 28 tuổi như là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Song với việc Kai Havertz đang thi đấu khá ổn định, họ chỉ muốn hướng nhiều hơn đến những chân sút trẻ giàu tiềm năng. Còn về phần của Chelsea, sau khi chứng kiến những màn buôn gỗ của Nicolas Jackson, đại diện phía Tây London có thể sẽ quyết tâm cạnh tranh với MU để sở hữu chữ ký của Toney. Erik ten Hag không thể chấp nhận ở Manchester United. Huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag ca ngợi đội trưởng Bruno Fernandes nhưng nhấn mạnh khía cạnh không thể chấp nhận được trong chiến thắng của Man United trước Sheffield United. Rạng sáng nay ngày 25 tháng 4, Manchester United đã đánh bại đội cuối bảng là Sheffield 4-2 trên sân nhà Old Trafford tại Premier League. Quỷ Đỏ hai lần lội ngược dòng mới để thắng được Sheffield khi họ bị dẫn 0-1 rồi 1-2 ngay trên sân nhà. Cú đúp của Bruno cùng với các bàn thắng của Harry Maguire và Rasmus Højlund đã đảm bảo 3 điểm cho Manchester United. Sau trận đấu này, Ten Hag ca ngợi đội trưởng Bruno vì đã giúp MU không phải đỏ mặt trước câu lạc bộ cuối bảng của Premier League. Bruno hiện đã có 8 bàn trong 8 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường và Ten Hag đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đội trưởng của MU sau màn trình diễn mới nhất của anh. Ten Hag của Man United nói, Bruno Fernandes đang có phong độ rất tốt. Tôi nghĩ là khi chúng tôi đặt cậu ấy vào đúng vị trí, cậu ấy sẽ tìm được đúng vị trí và khi tại vị trí này, Bruno sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn. Cậu ấy có thể kiến tạo được rất nhiều, ghi bàn và thực hiện những pha bóng quan trọng. Vì vậy mà chúng tôi rất hài lòng với màn trình diễn của Bruno. Bruno Fernandes thể hiện khả năng lãnh đạo của mình nhưng cùng với nghị lực và cả quá trình chuyển đổi trạng thái của cậu ấy, điều đó rất quan trọng. Cậu ấy rất cố gắng khuyến khích đội, Bruno đang làm rất tốt và chúng tôi rất hài lòng với màn trình diễn cũng như thái độ của cậu ấy. Erik ten Hag cũng chia sẻ về khía cạnh không thể chấp nhận của Man United, đó là việc đội liên tục để thủng lưới. Ten Hag cho biết, có rất nhiều mặt tích cực, đó là sự kiên cường chống trả của MU sau hai lần bị dẫn trước nhưng cũng có những tiêu cực. Chúng tôi đã để thua và điều này không thể xảy ra, điều đó không thể chấp nhận được và chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm. Nhưng tôi hài lòng với chiến thắng và chúng tôi sẽ cần phải đi tiếp. Trong khi đó, bản thân tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno chia sẻ, cuối cùng chúng tôi đã trở lại, chúng tôi đặt mình vào vị trí rất khó để giành được chiến thắng trong các trận đấu nhưng điều đó cũng thể hiện một chút bản lĩnh. Tôi thực sự rất vui khi ghi bàn nhưng tôi muốn giành chiến thắng trong các trận đấu hơn là ghi bàn. Ghi bàn cũng là một phần quan trọng của tôi, thế nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi là chiến thắng các trận đấu. Gần đây chúng tôi đã không giành được nhiều chiến thắng như lẽ ra phải có. Trở thành một cầu thủ của Manchester United đòi hỏi phải thắng ở những trận đấu.
Ethan Wesley, 18 tuổi, đã trở thành cầu thủ thứ 250 tốt nghiệp Học viện Đào tạo Trẻ của MU sau khi anh được tung vào sân từ ghế dự bị trong thời gian bù giờ. Hiện MU đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng của Premier League với 53 điểm, kém top 4 của Aston Villa đến 13 điểm nhưng chơi ít hơn một trận. Chỉ cần Aston Villa thắng một trận trong 4 trận đấu còn lại, MU sẽ chính thức từ bỏ cuộc đua top 4 của Premier League và không có suất dự Champions League mùa giải tới đây. Xavi quay đầu chính thức ở lại Barcelona. Huấn luyện viên trưởng Xavi đã quyết định quay đầu ở lại để dẫn dắt Barcelona dù trước đó là ông khẳng định việc từ chức vào mùa hè này là hoàn toàn đúng đắn. Vào tháng 1 vừa qua, Xavi đưa ra tuyên bố chia tay chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Barcelona. Tuy nhiên hôm nay, ngày 25 tháng 4, truyền thông quốc tế tràn ngập thông tin Xavi đã quyết định ở lại dẫn dắt Barca vào mùa tới đây. Phó chủ tịch của Barca, ông Rafa Juster xác nhận với truyền thông sau cuộc họp tại nhà chủ tịch Joan Laporta: "Chúng tôi vừa họp với Xavi và Joan Laporta. Tại đây Xavi thể hiện sự đoàn kết. Xavi yêu Barcelona, là huấn luyện viên có thể dẫn dắt dự án của chúng tôi cùng với các cầu thủ trẻ của đội. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ làm tốt công việc. Tôi hạnh phúc khi Xavi ở lại Barcelona vì tôi luôn bảo vệ tính liên tục của dự án mà cậu ấy đã bắt chước từ 2 năm rưỡi trước." Chính là ra 44 tuổi người Tây Ban Nha Xavi trước đó đã từ chối lời kêu gọi. Ông thay đổi quyết định nhưng giờ ông đã gia hạn thời gian ở lại sau cuộc gặp với ban lãnh đạo của Barcelona. Các cuộc thảo luận tích cực với chủ tịch của Barcelona Joan Laporta đã dẫn đến việc Xavi chấp nhận lời đề nghị tại câu lạc bộ và sẽ tiếp tục với tư cách huấn luyện viên trưởng, nhà báo Romano thông tin. Xavi dẫn dắt Barca đến chức vô địch La Liga vào mùa giải trước nhưng đã phải vượt lộn ở mùa giải năm nay. Barca vừa bị loại khỏi Champions League bởi PSG, ngay sau đó họ để thua Real Madrid 2-3 và gần như không còn cơ hội để bảo vệ ngôi vô địch La Liga khi thua đối thủ đến 11 điểm. Tình hình tài chính khó khăn của Barca khiến cho họ không thể ký hợp đồng với những ngôi sao so với chi phí quá lớn, cùng với đó là phong độ tệ hại của đội. Xavi đã quyết định tuyên bố chia tay đội chủ sân Camp Nou vào tháng 1. Khi đó Xavi chia sẻ sau thất bại 3 năm của Barca trước Villarreal: "Tôi đã đi ngay cả khi chúng tôi vô địch Champions League, tôi đã quyết định điều đó một thời gian trước. Mọi người nói về việc có một Sir Alex Ferguson tại Barcelona, nhưng điều đó là không thể ở câu lạc bộ này. Cảm giác làm huấn luyện viên Barcelona thật là tàn nhẫn, khó chịu và cực kỳ khó chịu. Có rất nhiều sự thiếu tôn trọng và nó ảnh hưởng đến bạn. Cho đến khi nó dẫn đến quyết định như thế này, tôi sẽ rời Barca vào tháng sau tới đây. Chúng ta đã đến điểm đến không thể quay lại, đã đến lúc cần phải thay đổi, là một cu li. Tôi nghĩ đến lúc cần phải ra đi. Hôm nay tôi đã nói chuyện với ban lãnh đạo và câu lạc bộ, tôi sẽ rời đi vào ngày 30 tháng 6. Hợp đồng hiện tại của Xavi với gã khổng lồ La Liga sẽ hết hạn vào mùa hè này. Sau cuộc gặp với chủ tịch Barcelona Joan Laporta vào chiều thứ tư theo giờ quốc tế, Xavi đã đưa ra quyết định ở lại với câu lạc bộ. Xavi được cho là đã đồng ý với các điều khoản trong một bản hợp đồng mới. Tin tức này đã được đưa ra như một niềm an ủi to lớn cho fan Barca, những người đã chứng kiến câu lạc bộ của họ gặp khó khăn trong những mùa giải gần đây nhưng lại đạt được số điểm danh hiệu dưới sự dẫn dắt của Xavi. Xavi tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Barca do Ronald Koeman để lại vào tháng 11/2021 và kể từ đó đã quản lý 136 trận. Trong thời gian đó, anh có 85 chiến thắng và 28 trận thua. Xavi đã giành được siêu cúp Tây Ban Nha và danh hiệu La Liga cùng với gã khổng lồ xứ Catalan vào mùa giải trước.